ca tỳ la chấn nói những thành lâm tỳ nơi ngàm vô ưu nắng qua sắc đẹp tươi mẹ nhặt cành qua sấm tấc đạp đa
Việt Nam thống nhất Bắc Nam chung từ nay.
một phương trong giáo phương cầu an lành, báo tin rằng tất đất đa ngày đã xanh, đến giác ngộ đem sáng tươi cho vùng xanh. Vào tiếng kinh ca người ngày chăm sắc hương, niềm mang vui tính ca mong người cha lành, và từ đây bốn phương tràn ngập hào quang. Tin thần hoàng ta đón đánh tiên hào vàng, lửa từ bi hương ác bay ngoài trời mây, nguồn từ bi gieo sống thương khắp muôn lòng, đón tâm tình đến tê tôn.